Jacob trở về Canaan, nhưng bị cậu Laban đuổi theo. Cuối cùng, Rachel cũng sinh cho Jacob một con trai tên là Yuse. Jacob nói với Laban rằng mình muốn về lại quê nhà ở Canaan. Laban biết Jacob đã làm việc rất tốt khi trông nom đàn gia súc cho ông, và ông không muốn để cậu ra đi. Ông đề nghị: cháu cứ ấn định tiền công bao nhiêu, cậu sẽ trả. Jacob nói: cháu sẽ ở lại và tiếp tục trông nom gia súc cho cậu nếu cậu cho cháu tách riêng những con chiên cừu và dê có vết và lấm đớm với những con đen tuyền. Những con có vết và lấm đớm sẽ là tiền công của cháu. Và Laban đồng ý. Jacob biết rằng nếu lột vỏ những cành cây bạch dương, hạnh đào và tiêu huyền rồi đem đặt trước những cái máng nước nơi đàn chiên cừu tới uống, thì khi chúng giao phối, chúng sẽ sinh ra những con chiên dê có vết hay lấm đớm, và vì thế chúng sẽ thuộc phần của mình. Ông tách riêng đàn gia súc của mình, và đàn gia súc của ông trở nên đông hơn đàn gia súc của Laban. Nhờ đó, Jacob ngày càng trở nên rất giàu có và có nhiều gia nhân. Các con trai của Laban tức giận vì đàn gia súc của Laban không nhiều bằng của Jacob. Jacob mau chóng nhận ra thái độ của Laban không còn tốt với mình như trước. Lúc đó, Thiên Chúa nói với Jacob: hãy trở về quê cha đất tổ của ngươi, ta sẽ ở với ngươi. Rachel và Lea đồng ý đi theo Jacob về Canaan. Họ mang theo những con lạc đà và gia súc của họ rồi trốn đi mà không cho Laban biết. Trước khi ra đi, Rachel còn lấy cắp các tượng thần của cha cô. 3 ngày sau, Laban hay Jacob bỏ trốn. Lập tức ông đuổi theo họ. Jacob đã cắm trại ở núi Galaad. 7 ngày sau, Laban bắt kịp Jacob. Nhưng trong một giấc mộng, Thiên Chúa cảnh cáo Laban không được nói điều gì, dù tốt hay xấu với Jacob. Tại sao con bỏ trốn và gạt cha? Laban hỏi. Thậm chí con không để cha hôn từ biệt các cháu ngoại và các con gái cha. Và tại sao con ăn cắp các tượng thần của cha? Jacob trả lời rằng vì sợ ông không cho mình đi. Jacob không biết Rachel đã lấy cắp các tượng thần của cha cô, nên cậu nói: nếu cha tìm thấy bất cứ ai đã ăn cắp các tượng thần của cha, người ấy sẽ phải chết. Laban bắt đầu tìm trong các lều nhưng không tìm thấy gì. Rachel đã giấu các tượng thần trong túi của yên con lạc đà ở trong lều. Cô ngồi trên lưng lạc đà và không chịu xuống yên lúc cha cô tìm kiếm trong lều. Và Laban không tìm thấy các tượng thần. Jacob bắt đầu nổi nóng. Cha có tìm thấy các tượng đánh cắp không? Con đã làm việc cực nhọc cho cha và đối xử đàng hoàng với cha. Thiên Chúa đã thấy sự cực nhọc của con, và trong giấc mộng người đã quở trách cha. Laban đáp: tất cả những gì con thấy đều là của cha, nhưng cha có thể làm gì? Chúng ta hãy thỏa thuận với nhau. Hai người gom những hòn đá lại rồi chất thành một đống, rồi họ ăn chung với nhau. Laban hứa sẽ không vượt qua đống đá để làm hại Jacob, và Jacob hứa sẽ không qua bên kia đống đá để hại Laban. Họ thề nhân danh Chúa và dâng một hy tế. Sáng hôm sau, Laban ôm hôn từ biệt các con gái và các cháu ngoại rồi quay về nhà.